Bạn có nhu cầu mua ác Free Fire, ác Liên Quân, thử vận may uy tín giá rẻ, hãy đến với rikaki.vn, trang web hợp tác chính thức với Riaki Gaming. Ok, xin chào anh em đã trở lại với Ria Kim Minh. Và như vậy là ngày mai chúng ta sẽ chuẩn bị bước sang mùa rank mới. Hôm nay sẽ là ngày gần như là cuối cùng của mùa rank và mình nghĩ là đến khoảng tối nay à? Và thì chắc là mùa rank chúng ta nó sẽ đóng lại thôi. Và mùa rank mới của chúng ta nó sẽ bắt đầu đâu đó vào khoảng 16 giờ ngày 7 tháng 5, tức là chiều mai. Đấy, thì nói chung là ở thời điểm này đấy, anh em nào mà chưa hoàn thành việc cày rank, anh em cày đi. Tôi chả cày mùa nào cả. Thế nên là chơi thì chơi, chả chơi thôi. Ui, tiền khấu 13.918 điểm này. Vãi trưởng, ok. Thì chúng ta đều biết rằng là cái rank của chúng ta ấy thì nó sẽ đóng lại vào chiều ngày mai. Và có rất là nhiều một số những cái cập nhật cho cái phiên bản mới liên quan đến chế độ rank, một số những cái mà cập nhật cũng như là một số cái mà mình nghĩ là nó sẽ gây tương đối nhiều tranh cãi. Ok, nhưng mà trước hết thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một số những cái phần quà mùa rank tiếp theo. Ở mùa rank tiếp theo thì như thường lệ chúng ta sẽ có đó là skin súng này, sẽ có áo này, sẽ có biểu tượng cũng như sẽ có hình nền liên quan đến cây rank. À, cái này đó là rank tử chiến nhá. Rank tử chiến chúng ta phải đến 10 tháng 6 chúng ta mới có rank tử chiến mới cơ. Thế là còn rất lâu nữa. Ok, đây chúng ta sẽ đến với cả những cái đồ của rank thường. Và ngày mai kết thúc rank thường thì mùa này chúng ta sẽ có một khẩu tên là AN94T21. Đấy, và khẩu này nó sẽ là khẩu, tôi nghĩ ở Việt Nam sẽ dịch là khẩu AN94 Hayato thức tỉnh. Đấy, tại vì trên hình của nó sẽ là khẩu nó sẽ là hình của Hayato. Và khẩu này như thường lệ chỉ số nó cũng rất là cúi bắp thôi, tăng một độ chính xác và giảm đi một cái gì đó. Ok, thì chúng ta sẽ có đó là cái áo rank. Áo rank mùa này thì tôi thấy là trông nó hơi giống của cái áo rank của mấy mùa trước. Và áo rank mùa này thì sẽ mặc được cho cả nam và nữ luôn. Đấy, tức là sẽ không phân ra là nam riêng nữ riêng như là mùa rank 20 đổ về trước nữa, mà mùa này thì cả nam và nữ đều sẽ mặc được. Trông nó giống áo rank của mùa nào ấy nhỉ, hình như đổi sơn lại tí màu đây anh em ạ. Chúng ta sẽ có cái biểu tượng của mùa 21, thì tất nhiên là mùa 21 thì nó sẽ là số 21 rồi. Chúng ta sẽ có những cái hình những cái màu sắc, ví dụ màu tím này là kim cương này, rồi vàng này, rồi bạch kim đây, tím kim cương, rồi đỏ là huyền thoại này. Đấy, nói chung là khá là bình thường, như cô Hương ngồi cổng trường nó bán nước đường thôi. Thì đây là một số những cái quà free cho chúng ta khi mà chúng ta cày rank. Ngoài ra thì theo mình biết là chúng ta sẽ có một cái huy hiệu nữa. Tuy nhiên thì ở bên server Đài Loan ấy, thì họ có cập nhật thông tin về vấn đề rank, mà ở đây có bạn Sky Vũ 83 đã giúp mình dịch ra là mùa 20 sắp kết thúc và có gì mới mùa 21. Thì mùa 21 sẽ bắt đầu vào 16 giờ ngày 7 tháng 5 và sẽ có cơ chế hồi sinh. Như vậy là bên Anna sẽ áp dụng cái cơ chế hồi sinh thông qua thẻ hồi sinh của máy bán hàng, và những cái điểm hồi sinh sẽ xuất hiện. Như vậy là từ bo 3 đổ về trước thì chúng ta hoàn toàn có thể hồi sinh đồng đội được. Đấy, thì đây cũng sẽ là một cái cơ chế mà theo mình đánh giá nó sẽ gây khá nhiều tranh cãi trong mùa này. Gây tranh cãi như nào thì chúng ta sẽ cùng nhau nói ở cái phần tiếp theo. Ok, thông tin thứ hai nữa là chúng ta sẽ có đảo quân sự 2.0 được đưa vào trong chế độ đấu rank. Đấy, thì hiện tại chúng ta mới đang chỉ có đảo quân sự loại 1 này, đảo quân sự đời cũ này, rồi đảo thiên đường, và chúng ta sẽ có đảo thứ ba, đảo quân sự 2.0. Thì không biết là bên Nga nào có bỏ cái đảo quân sự cũ đi không, hay là họ có thay thế cái đảo thiên đường không, hay họ có cho quay trở lại đảo sa mạc không. Theo mình biết thì đảo sa mạc vẫn đang chỉnh sửa, nên là đảo sa mạc vẫn sẽ chưa được quay trở lại trong Ghana Free Fire trong khoảng thời gian nữa. Và chúng ta sẽ có đảo quân sự 2.0, thì đảo quân sự 2.0 của chúng ta thì sẽ được đưa vào trong đấu rank, thì mình cũng chưa biết là sẽ tính toán như nào. Và tiếp theo chúng ta sẽ có một cái huy hiệu huyền thoại riêng. Đấy, thì khi bây giờ đạt được mức huyền thoại, chúng ta sẽ có một cái loại huy hiệu riêng để chúng ta đem đi khoe với nhau. Đấy, thì ok, quay trở lại với vụ cơ chế hồi sinh, thì cơ chế hồi sinh là một trong cơ chế mà đa số mọi người trong Ghana Free Fire đến thời điểm hiện tại mình đều thấy là không thích cho lắm. Tại vì hồi sinh thì nó sẽ chỉ nằm ở trong cái chế độ đấu team 2 hoặc là đấu team 4 thôi. Nhưng mà từ cái hồi mà cơ chế hồi sinh ra ở trong chế độ đấu thường ấy, mình cũng không thấy mọi người sử dụng quá nhiều. Cơ bản là có một số thanh niên thì họ mỗi khi mà chúng ta hồi sinh đồng đội ấy, nó sẽ có một cái cột sáng giống như kiểu thả thính ấy, thì chúng ta sẽ kiểu dễ bị đối phương phát hiện ra. Thì thực ra suốt từ hồi mà ra chế độ cơ chế đấy đến giờ ấy, tôi cũng không thấy có ai sử dụng mấy, thật sự là như vậy. Đấy, thật sự là cái trong đấu thường, hoặc là có thể nó chỉ diễn ra trong đấu thường, nên là mình ít chơi đấu thường, mình không để ý hay chăng.
Đấy, nhưng mà với cái việc mà được đưa vào trong đấu rank này ấy, thì không biết là trong thời gian tới ấy, thì bên Anna có đưa cái này vào trong thi đấu giải hay không. Đấy, ví dụ bây giờ đi thi đấu giải mà có quả hồi sinh đồng đội thì ảo nhờ. Vâng, bây giờ thi đấu giải mà quả hồi sinh đồng đội thì nó ảo, cứ gọi là tung hết cả chảo và tung hết cả các thứ luôn. Đấy, thì không biết là anh em đánh giá như thế nào. Bởi vì là ngay khi cái thông tin này nó được ra mắt ở bên một số server khác ấy, thì cũng có một số nguồn tin cũng phản đối, và một số những người chơi cũng cảm thấy sốc. Rồi đi đâu bạn đây, đi đâu đấy bạn ơi, một cháo đấy, ok con dê. Đấy, thì có khá nhiều người chơi cũng cảm thấy gây sốc ở bên server nước ngoài, thì các game thủ nước ngoài họ cũng cảm thấy khá hoang mang. Tại vì là nói chung là như mình đã nói rồi, cái chuyện mà để mà chơi, ôi ôi trời ơi, hết trọt, trốn vào đây này, đấy, trốn vào đây. Đấy, tôi đang chém gió với các bạn khán giả thì bạn lại chui vào đây, bạn chui vào đây là bạn dở rồi. Đấy, hết trọt ngay. Thì cũng có khá nhiều người cảm thấy là không hài lòng. Tại vì bây giờ tại vì thứ nhất là game Free Fire chúng ta là một game sinh tồn. Đấy, game sinh tồn mà lại hồi sinh ở đồng đội thì nghe nó hơi hư cấu. Hay thứ hai nữa là cái tính năng hồi sinh nó cũng hơi khó. Thứ nhất là chúng ta sẽ phải mua cái thẻ hồi sinh ở trong cái máy bán hàng. Đấy, ta muốn hồi sinh đồng đội bạn phải mua cái thẻ hồi sinh trong máy bán hàng. Cái máy bán hàng thì bây giờ nó được chính thức đưa ở trong Anna Free Fire rồi, mặc dù là nhiều người cũng không thấy quá nhiều người sử dụng. Đấy, chủ yếu mọi người hay đi mua ba lô ba thôi, chứ còn hồi trước nó bán bình máu nên anh em mà hay mua. Lần này anh em ít rồi, nhưng mà bây giờ cảm giác leo rank mà hồi sinh ở đồng đội nó cũng khá là hài. Và nói chung là kiểu, nhưng mà cái này thì nó cũng sẽ có một điểm tích cực. Một số những người chơi mà họ hay bị chết lẻ ấy, thì họ cũng muốn là được hồi sinh để làm sao mà có thể quay lại ván đấu nhanh hơn. Thì mình nghĩ là nếu như mà ra cơ chế hồi sinh ấy, thì những cái điểm hồi sinh mà nó xuất hiện cố định ở trên bản đồ ấy, chắc chắn nó sẽ là những cái điểm nóng mà nơi mọi người giao tranh rất là nhiều. Và cái cơ chế hồi sinh này nó cũng sẽ chỉ tác động đến khoảng bo 3 mà thôi. Đấy, bởi vì là sau bo 3 thì những cái điểm hồi sinh này nó sẽ không có tác dụng nữa. Thì đấy là thông tin mà mình đang theo mình đang được biết ở trong Anna Free Fire nó là như vậy. Thì còn không biết là đến lúc mà ra ở trong cơ chế rank thì ở trong cái phiên bản này bên Anna có sửa lại gì không. Tại vì cái đợt mà mình test phiên bản OB27 này ấy, thì ở trên server thử nghiệm ấy, thì chưa có cái vụ là cây rank mà có đó là cái chế độ hồi sinh. Đấy, thì anh em nào mà ủng hộ hay không ủng hộ chế độ hồi sinh, anh em thử comment phía dưới nhá. Nếu anh em ủng hộ chế độ hồi sinh thì lý do là vì sao, còn nếu anh em không ủng hộ chế độ hồi sinh thì anh em hãy nêu lý do của mình là vì sao, để có thể là bên Anna khi họ xem video này của tôi họ có thể đọc được. Đấy, ok, trở lại với ván đấu thì sau dành khi dành cả tuổi thanh xuân để chạy bo, tôi chả gặp thằng nào à. Vâng, dạo này người ít quá anh em ạ. Vâng, dạo này người ít. Ôi vâng, ui nó có M82B, thằng trên tròi nó có M82B anh em ạ. Ui không ổn rồi, nó bắn phát xuyên bom keo trúng ngay chân mình. Vâng, con nhợ này cậu cho mày có M79 này, rất là hụt đấy nha, bắn bậy quá, cậu cho mày ở mờ chứ không chết kìa. Và cậu cho mày, ôi nó không sao anh em ạ, ôi và ui nó không làm sao. Ui, toang rồi, phí 4 viên M79 rồi, biết thế đợi chúng nó xuống. Và hai thằng chúng nó quật nhau ở trên đấy, bây giờ chỉ còn lại một. Đấy, ok, cậu không cho mày xuống, mình có 10 quả bom keo, mình chặn này, mình chặn chơi bẩn anh em. Đấy, chơi bẩn đấy, ri chơi bẩn anh em. Mình chặn được không cho nó xuống. Đấy, cuống chưa, cuống tay chưa, sợ chưa bạn ơi. Và ui dồi ôi. Máu thế nhở. Và Hoàng Copec easy như một trò đùa ngay. Đấy, thì nói chung là cái chơi rank, mình nghĩ là ở thời điểm hiện tại thì chơi rank mà có thêm chế độ hồi sinh ấy, thì chắc là nhiều người giai đoạn đầu sẽ không thích đâu. Nhưng mà thôi, lâu dần thì chắc là chúng ta cũng sẽ quen, giống như là ngày xưa bổ sung thêm rất nhiều tính năng mới ở Free Fire ấy, thì chúng ta cũng khá là nhanh quen, nên là mình cũng không vấn đề gì. Ok, ở bên server nước ngoài lúc này họ đã co cho quay trở lại đó là bộ quỷ kiếm dạ xoa rồi. Có rất nhiều bạn có hỏi mình là bao giờ quỷ kiếm dạ xoa sẽ được quay trở lại, thì theo một số thông tin thì mình biết là cái bộ này khả năng cao sắp được bán trở lại, tại vì một số server khác họ đã cho bộ này quay trở lại. Ví dụ như là bên server Indo, đây là bên server Indo, lúc này họ đang cho quay trở lại cái này ở trong vòng quay mùa hè. Đấy, Zombie Fight Samurai ở bên nước mình thì là quỷ kiếm dạ xoa, nhưng mà bộ này ở bên trong các server khác trong tiếng Anh thì nó lại là Samurai Sắc Sống. Đấy, anh em bên đây em thấy hay không? Đấy, Samurai Sắc Sống anh em ạ, Samurai Zombie. Đấy, thì cái vòng quay này nó là vòng quay 9999 kim cương. Tức là khi mà chúng ta quay thường thì mất 180 kim cương, mà quay đặc biệt thì mất 30 kim cương một lần. Quay thường thì mất 180 kim cương là 10 lần. Đấy, quay thường là 20 kim cương. Đấy, nói chung là nếu mà hên thì có thể trúng được 9999 kim cương. Nhưng mà nói chung là tôi nghĩ là khả năng quay ra này nó khó lắm anh em ạ. Quay ra này nó khó hơn lên trời luôn. Đấy, quay ra này nó gọi là cực cực khó luôn. Thế nên là
khả năng cao là cái khó chơi anh em ạ, nhưng mà tôi sẽ thử quay xem như nào. Đấy, tôi nghĩ là bên server này họ ra cái vòng quay này chắc là server Việt Nam chắc là cũng chuẩn bị mang lại bộ này rồi. Tại vì lần cuối bán bộ này cũng là khá lâu rồi và bây giờ có khá nhiều anh em cũng có nhu cầu là chơi cái bộ đầu sừng này. Đấy, cũng có khá nhiều anh em muốn có nhu cầu là chiến cái bộ này. Thì mình nghĩ là bên Anna họ sẽ sớm mang bộ này quay trở lại thôi. Đấy, không biết là mà thực ra cái bộ này có đặc điểm nhá là chưa bao giờ nó đưa vào trong những sự kiện giảm giá. Đấy, ui, quay phát trúng ở bom keo này anh em. Đấy, bom cỏ bom keo khủng long xanh, bom keo kẹo nổ hay bựa vãi. Đấy, ui xổi ôi, quay cái special spin có ra gì đâu. Biết đâu quay phát lại 9999 nhá. Đấy, biết đâu quay phát lại gọi là 469 hiện lên thì tiêu ở bên server này gọi là bet từ này nhè chè đỗ đen anh em ạ. Và tiêu phải gọi là bet nhè chè đỗ đen luôn. Quay thử 10 phát này xem biết đâu trúng phát. Và biết đâu lại trúng thì lại ấm. Ui xổi ôi, sao cái bộ đồ quần đùi Ameo kia. Vâng, tham gia bộ đồ cùi bắp kia. Ui dồi ôi. Vâng, lại cùi bắp rồi. Ôi dồi ôi, cùi bắp rồi. Và ra lại thêm cái bông keo nữa. Chịu ấy. Vâng, chắc vòng quay dễ ra bông keo. Đấy, ui, quay toàn những hộp linh tinh. Vâng, quay toàn những cái linh tinh anh em ạ. Và được mỗi cái quả bông keo để ra hai lần liền. Bó tay.com, ok. Thì đó là phần mình test và chắc là cái bộ quỷ hiếm Swarm sẽ sớm quay trở lại server Việt Nam thôi. Thế nên anh em nếu mà được thì cứ để dành tiền nha. Và nếu như đây là lần đầu tiên anh em đến với kênh của mình, đừng quên để lại mình một like và subscribe. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những cái video lần sau. Bye bye.